Hai chào anh em và chị ở lớp mình Tờ Lũ X8 giúp các trẻ bạn trong video ngày hôm nay và hơi chia buồn một tí với bạn Vientor khi mà phải vào ạc thay vì là review event hoặc là show highlight video bán ạc hơi buồn một tí xem các bạn với những người chơi kỳ cựu như là Vientor như này, những ác kỳ cựu này thì thật tình mình không hề muốn làm video ở dạng đăng bán một chút nào các bạn ạ. Đấy là phí. Ạc này là một trong những ạc top server của 63. Gọi là thương hiệu luôn các bạn, làm lên thương hiệu đấy, nghe nhỏ nhỉ các bạn, để tạo dựng một cái thương hiệu như là người ta nhắc đến mình một phát đấy, biết ngay là ai đúng không, nhớ đến không chỉ là cái tên mà còn hình ảnh, tính chất là cá tính rồi là phong cách vân vân đấy. Cái thương hiệu này nó thật sự không dễ dàng các bạn, không phải ngày một ngày hai mới làm được. Hỏi Vientor tương đối nổi tiếng ấy các bạn ạ. Trong cụm server 6x các bạn nhá, cụ thể S63 đôi hiện tại thì đang theo chuẩn tứ hồn, sử dụng hai hạt nhân là Kill Flame và E-Stick. Rất là đơn giản để các bạn chỉ cần thay một con thôi, tất nhiên là vị trí E-Stick. Và rất là hay là bạn ấy chơi cả hai con đều không hồn vũ khí, nên thay con này bằng một võ sĩ khác cũng rất hợp lý. Mình nhớ ví dụ hiện nay các bạn có thể thay ngay lập tức bằng Superstar Athena, nhưng phải đối mặt với vòng mèo hơi khó khăn đấy, các bạn phải cân nhắc. Đấy, nếu lấy Athena về thì chắc chắn là lên top. Chắc chắn lên top. Đấy, Athena không ai dám nói là yếu cả thay vị trí con này. Đấy, nhưng khi đấy thì không cần ráp nữa đúng không? Đấy, còn nếu như không lấy Athena thì tất nhiên là hướng tới sẽ là ráp rồi. Đấy. Trong 4 võ sĩ gọi là 4 võ sĩ ung thư bao gồm thần bài, Xion, Ráp và Athena thì bạn nên lấy hai con và đều luôn người tầng lục môn, gọi lục môn luôn này. Đấy, giờ nói thật với các bạn là có lấy Athena và Ráp thì chỉ lấy một con nữa thôi chứ không đủ được lấy hai con. Mình xin lỗi con này tứ môn nhá. Đấy, tứ môn Xion là quá đủ rồi. Đấy, có hồn vũ khí rồi. Đấy, thì rất phân vân các bạn ạ. Đấy, mình trích nhân tiện trích môn luôn. Đấy, mình nghĩ là thôi Ráp có khi tốt hơn. Athena nhiều người chơi quá rồi đúng không? Đôi khi nó cũng nhảm nhảm. Và độ hiệu quả của hai con thì nó lại là hai hướng khác nhau. Nói mặt phòng thủ, mình chắc chắn tin rằng Ráp sẽ đóng vai trò tốt hơn. Về mặt hỗ trợ thì Ráp nó có một cái hỗ trợ là hỗ trợ về nộ khí các bạn ạ. Đấy, còn Athena thì lại hỗ trợ về máu và độc chiêu. Nên bàn về khả năng hỗ trợ thì và con Athena thì nó lại là giảm tỷ lệ hồi máu ở bên đối phương, còn Ráp thì lại là giảm công kiểu mới mà gần như ai cũng phải cần. Đấy, thì mình thấy rằng hai con mỗi con đều có một cái hay ho. Đấy, thành ra là tính cũng tương đối khó khăn. Thôi có lẽ mình chọn ạc này là chọn Ráp các bạn nhé. Mình khuyên bạn nào mua ạc này lấy Ráp thay E-Stick và lấy Mizuchi thay Kill Flame thế là đẹp. Đấy, còn sau đây nữa thì bắt đầu mới thay tiếp đến Tung và Gideon sau. Cái đấy thì nó sẽ rất là xa đúng không? Lên tới đơn vị hơn nửa năm. Đấy. Ở môn thì mình check rồi, gần như là full môn. Hai con ở giữa này là lục môn, Tung thì tứ môn, Xion tứ môn, hai con năm sau tam môn. Đấy. V11 và lạp siêu lợi tức cũng như Petal 3 rất đều tay, trừ thằng này. Đây, còn siêu lợi tức 23 ngày. Petal 3 thì chưa nạp các bạn ạ. Petal 3 thì các bạn nạp đầu tháng hay cuối tháng là như nhau nhá, phần thưởng như nhau hết, không bị suy giảm hay tăng lên cái gì đâu. Đấy. Ngày thì mình thấy rằng cũng có bộ rune. Theo mình cũng thấy đánh giá khá là chất chơi. Đấy, bạn ấy dùng rất nhiều sói và thần nộ các bạn ạ. Một bộ sói này, hai bộ sói này. Đúng không? Một bộ thần nộ. Đâu nhỉ? Đây hai bộ thần nộ các bạn nhá. Đấy, tí nữa thử xem Tung đứng hàng sau hàng trước em cầm thần nộ ở nhà các bạn nhá. Đấy, 6 viên thần nộ. Đấy, khi chí mạng thì Tung sẽ được hồi máu. Đây các bạn này. Nếu mà nhận vào sát thương chí mạng, có mấy gọi là bị dính đòn đánh về chí mạng. Đấy. Trong lượt của nó nổ các bạn nhá. Đấy, tức là lượt 2 4 6 đấy. Đúng không? Sao nào? Đúng rồi, lượt 2 4 6 đấy. Đúng rồi, ấy thì sẽ hồi cho bản thân 8% HP và lượt kế tiếp thì sẽ tăng được 15% tỷ lệ đỡ đòn và xuyên đỡ đòn và 15% tỷ lệ chí mạng các bạn nhé. Ấy thì kết hợp thêm một cái giới hạn máu của nó thì mình thấy rằng rất là ổn, hồi 8% rất ổn, nên điều kiện là phải bị đánh chí mạng. Đấy. Rồi đấy, bộ sáu, còn bộ sói mình thấy rằng nói thật bộ thần nộ này nó hết xui, chí mạng hết xui, sói ăn chặt các bạn ạ. Đấy, mình cũng rất là thích bộ sói. Tuy nhiên ạc này thì run đỏ nó cũng chỉ khoảng độ 5-7 viên. Mình thấy một cái điểm sáng hơn của ạc này, không phải hồn lực 5 nên mình vào mình check luôn các bạn theo dõi thôi.
Đấy, hồn được 5 đạt được cầu gọi nhá. Đấy, thực ra là so với tầm 6x như này là chơi rất tốt về mặt hồn được 5 rồi. Đấy, bộ phím quả cày các bạn ạ. Đấy, không hiểu hắn moi đâu mà lắm phím thế. Mà toàn phím bạch kim hết các bạn ạ. Mà level cũng rất cao nhá. Vẫn còn 46k bụi phím, mình không hiểu tay này lấy đâu mà nhiều phím thế. Kinh khủng khiếp phím luôn các bạn này. Đây là võ sĩ thứ 3 gần full bộ phím rồi, 4 võ sĩ full phím bạch kim. Ủa, 4 võ sĩ full phím bạch kim rồi các bạn ạ. Sợ thật đấy. Không hiểu hắn chơi kiểu gì mà làm phím bạch kim thế. Tởm thật. Chắc chắn võ sĩ cũng như túi đồ vào test đấu trường rồi các bạn nhá. À này, chắc chắn tốt đấu trường ấy rất là cao. Rồi, thôi có lẽ võ sĩ tường dọa không cần check, nó không quan trọng. Đấy, có Tengu 4 sao, chắc là lấy đâu biết đấy. Chắc là lắp mảnh thôi. Đây là túi đô 290 dương thần, 537 mảnh vạn năng. 60 cái này thì chưa đủ để lắp cái gì nhở. Tháng này nhỏ Petal Pass hay phải nạp rồi. Rồi Athena thì mình nghĩ là không nên lấy. 33 mảnh bỏ đi, 97 viên đá thân. Không quan trọng đâu ạ. Quan trọng. Thôi, top đầu trường rồi nhá. Về mặt lực chiến thì là hạng 7, 2,9 triệu, 2,94. Người cao nhất là Arthur thì là 3,3 triệu, Phoenix thì là 3,1 triệu. Đấy, vân vân. Không đáng kể đúng không các bạn? Chênh lệch thật sự không đáng kể. Đâu rồi nhỉ? Uy lực ở chỗ nào nhỉ? Đây các bạn ạ. À đâu, đây là lực chiến. Uy lực à, Hall of Fame là uy lực. 62.000 uy lực. Thua Arthur. Thua mỗi auto rồi các bạn ạ. Như vậy à, quầy mình online được khung giờ 20:09 thì đánh lên tối top 2, top 3. Không khó đâu. Xem ngày hôm nay thắng bao nhiêu. Hạng 5 các bạn ạ. Mình xem lại một hai trận đấu trường nhá. Mình vừa vào check thì hết mất lượt rồi. Đấy, không thì thật ra thôi, hy sinh 55 kim cương các bạn nhá. Đấy, test cho anh em một trận cho nó hay ho nhá. Đấy, Dragao 3 con đấy, người nước ngoài rồi. 3 con tư chất 15 ở dạng ung thư này. Rất ghê gớm. Peace cũng 3 con luôn, nhưng mình đảm bảo với các bạn là sẽ không được ăn học đâu. Phoenix cũng 3 con luôn, bên mình có 2 con, nghe chừng kém miếng khó chịu nhờ. Giết thằng này đây, như nhau hội này đều thôi, mình sẽ cùng một công giết được cái thằng này, xem hài hơn bây giờ được. Mình hơn bây giờ được, hy sinh 50 miếng cương cho các anh em xem một trận nó gọi là đẹp mắt nhá. Đấy, xem nó thích thú. Chứ xem lại mình biết trước kết quả nó không hay. Thà thua mà chưa biết trước kết quả còn hơn là thắng rồi mà biết trước kết quả, xem nó không khoái. Đấy, mình cũng không thích làm video có sự sắp xếp. Dạ, à có như nào thì mình bán nó như thế. Viện trợ yêu đi dị, khá dị. Viện trợ yêu dị phù hợp với team tứ hôn, mà team này đủ tứ hôn. Rồi, Dragao sử dụng Athena ở vị trí hàng sau. Đấy, ngay cả khi chưa S-Mark. Khi mình được S-Mark Athena, mình cũng sẽ test Athena hàng sau các bạn nhé. Mất gì đâu đúng không? Thay bộ run bộ phím là xong, có gì đâu. Rồi, giết được một người bên đối phương. Tung 6 sao trâu lắm, không dễ giết đâu. Rồi, Kyo chết, Iori chết đi thì làm khiên ảo cho Xion, hợp lý rồi đúng không các bạn? Rất hợp lý. Hy vọng giết được Xion đối phương là đẹp. Chứ đánh con Eli này thì nói thật với các bạn, bằng Huế ăn thua gì. Anh Elizabeth không ăn thua. Chủ yếu đập con Xion. Nó mới là sát thương chủ lực.
Kể đôi bàn mà Edmar Saiki thì thấm nhả. Edmar Saiki lại khó thay. Cứ 5 sao không hồn vũ khí dễ thay. Không có tiếc thì các bạn ạ. 6 sao hoặc là hồn vũ khí rồi tiếc lắm. Đây là những bạn nào mà chưa có ăn học ấy, đấy, thì nó cũng có cái lợi thế nhá. Đấy. Chưa ăn học có lợi thế của chưa ăn học. Đấy. Tuyệt kỹ của Yorizi là giảm nộ các bạn. Thần bài của cả hai phe đều chưa có cái... đều chưa có là Joker. Và lượt này nếu như không... nếu như theo tính toán thông thường của mình sẽ có lá Joker này. Đấy. Rồi hàng sau một Xion chọc vẫn chết. Đây là Xion đã lâng ngày tứ môn. Và rune của nó là rune thần nộ, tỷ lệ chí mạng quá cao. Thắng đấy các bạn ạ. Mình ra mình nhìn là mình biết là có thể thắng được mà. Hơn uy Xion mạnh lắm. Sẽ giải uống cho Kyo. Hai con thần bài hàng trước thì chỉ đánh huề thôi. Đấy, phụ thuộc vào con Xion. Mà kia là Saiki bên đối bạn thì sớm muộn chết thôi. Sống đến đợt 5 này nó quá là thọ rồi. Đấy, các bạn tưởng tượng mà đối phương mà có S-Mark của Saiki thì chắc là mình thua lâu rồi. Đấy, đối phương chưa lâng ở S-Mark của Saiki. Nhưng mà như mình nói đấy, chắc là họ có ý định thay đi. Nếu không thì nó đã không như thế. Thần bài chống chịu ngon lành các bạn nhé. Rồi Xion chọc không gãy được thần bài đâu. Đấy, thắng thua như mình nói nó lại là phụ thuộc vào hai con thần bài đập nhau. Đấy. Chứ con Xion nó lại không phải là vấn đề chủ chốt. Xion giờ lại thành về hỗ trợ thôi. Đấy. Chứ Xion quả đấy mà chọc vào thần bài đối phương nó lại không ra gì các bạn ạ. Đấy, giống như thế. Còn tất nhiên Xion chọc vào Xion thì chết chắc rồi. À, thần bài hàng trước đam cũng vẫn rất ổn. Đấy, không cho chọc vào Xion thì mình các bạn xem. À chọc vào thần bài. Hay quá có sát thương lan. À không hồi nộ à. Đó. Đen đối bạn có hiệu ứng ở mày thế. Đừng chết. Thế chết thì chưa chắc. Chưa chắc các bạn nhá. May hơn khôn. Không chết được đâu. Tầm này giết được thần bài khó. Kể cả đá rơi. À he, vẫn đủ ram nhỉ. Tưởng không đủ ram vẫn đủ ram. À nhép ê. Ôi giời ơi he, hơn nhau nhỉ. Hơn nhau tí chẳng thần bài mà. Tiếc thật, Xion với đối phương có hai mạng. Mình mạng chết sớm quá. Ôi hơi xui các bạn nhá. Đấy, các bạn thấy rằng chắc chắn là có tỷ lệ đánh trắng được. Đấy, thôi, anh thêm tốn quá. 55 kim cương được, giờ thêm tốn quá. Toàn bộ thông tin nào của mình đã check xong. Hết sức trung thực. Đấy, bạn nào muốn học thì liên hệ với mình trong số điện thoại hoặc là link Facebook bên dưới phần mô tả của video. Giá bao gồm toàn bộ mọi chi phí là 4 triệu tròn.